Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thừa nhận không ai qua mắt được dân, sao không trao quyền cho dân. Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân, phải lấy ý kiến của dân thực chất chứ không nên tổ chức hình thức. Như vậy mới chọn được người đúng tiêu chuẩn. Ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định như vậy ở hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào hôm 21 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, khi trả lời đài RFA từ Hà Nội vào hôm 22 tháng 1 có nói như sau: họ nói theo sách vở thôi, chứ còn thực tế thì họ không dám để cho dân giám sát. Nếu ai mà có giám sát sắc sảo thì họ bắt bỏ tù. Chính sách của họ một đằng, họ nói một nẻo. Thể chế xã hội chủ nghĩa không đảm bảo cho quyền giám sát của dân, bởi vì ngay cả Quốc hội là cơ quan giám sát quan trọng nhất của quốc gia thì 9-10-10, đa số các phần trăm và tỷ lệ rất lớn trong này là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có thể để cho ai vào đấy đâu mà giám sát. Còn bầu cử thì chỉ là hình thức, bất chấp luật pháp. Ví dụ đảng cử dân bầu thì đảng phải cử, còn dân thì phải nhắm mắt bỏ theo. Vấn đề thứ hai, theo ông Nguyễn Khắc Mai, là nhân cách con người. Việt Nam không có nhân cách mà các nước gọi là nhân cách dân chủ trong xã hội và các chính sách. Theo ông, dân chủ Việt Nam là một cuộc đấu tranh cần phải tiếp tục, chứ không phải là một bài nói chuyện. Ông nói tiếp, anh cứ nói đi, nhưng dân người ta sẽ xem anh làm như thế nào. Nói dân giám sát, nhưng có tạo ra một cái thiết chế đàng hoàng để dân giám sát hay không? Dân người ta không tin, thế thì bây giờ phải đấu tranh để làm sao cho anh đã nói thì phải làm. Đặc biệt là cuộc bầu cử quốc hội tới có tạo ra một quốc hội mạnh mẽ, trung thành với dân và thực hiện quyền giám sát của dân một cách đến nơi, đến chốn hay không? Đấy là vấn đề. Thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp, người dân tố cáo tiêu cực thì bị trù dập, ép nghỉ việc, vân vân. Như trường hợp của cô Thê, giáo viên trường trung học cơ sở Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, phải gửi thư kêu cứu khắp nơi về việc cô bị trù dập, kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc. Đây là hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ ở Phú Yên với chồng hồ sơ tố cáo tiêu cực trong hơn 5 năm. Cô không được ai giải quyết, cuối cùng lại bị đuổi việc. Nguyên nhân vì cô đã công khai tố cáo ban giám hiệu ra lệnh nâng điểm thi học kỳ môn địa lý khối 7 để chạy đua thành tích và trục lợi. Trả lời đài FA vào tháng 4 năm 2020, cô đã nói như sau. Tự nhiên đến giờ trù dập tôi, ví dụ tôi nói phải thì nghe, không phải thì thôi, hoặc thực sửa tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng tại sao lại đưa tôi đi, tôi đâu có chia sẻ hay phát tán gì đâu mà đổ thừa cho tôi. Cuối cùng đưa tới hình thức kỷ luật thôi và cho thôi việc là quá nặng. Sợ tôi phanh phui vụ việc này nên xử tôi luôn hay gì đó. Hay trước đó từng xảy ra việc tương tự kéo dài nhiều năm ở tỉnh Phú Yên. Đó là trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ giảng dạy môn hóa tại trường phổ thông trung học chuyên Lương Văn Chánh tố cáo chống tiêu cực gửi đến ông Nguyễn Văn Tá, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. Không giải quyết cho cô mà ngược lại, ông Tá còn chỉ đạo xử lý kỷ luật cô đệ với nhiều hình thức khác nhau và cuối cùng đã đuổi cô đệ ra khỏi trường, không cho dạy học. Trở lại với việc tuyên bố của Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng về vai trò giám sát của người dân. Ông Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS khi trả lời đài FA từ Hà Nội vào hôm 22 tháng 1 cũng nhận định như sau. Đấy là cách nói của họ thôi. Nếu mà để người dân thật sự có quyền giám sát, thì cách tốt nhất là phải để cho người dân có quyền lập hội, có quyền tập hợp lại. Bởi vì hàng triệu người giám sát thì cần phải có kỹ thuật của nó, kỹ năng của nó, chứ không phải tất cả mọi người dân là có thể giám sát được tất cả mọi thứ. Đây là hình ảnh anh P, một cán bộ tư pháp ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã bị côn đồ hành hung đến bất tỉnh sau khi anh nộp đơn tố cáo lãnh đạo. Vấn đề ở đây giống như là vấn đề chiếc đũa và bó đũa. Khi người dân tập hợp thành tổ chức xã hội dân sự hay một cái hội gì đó, thì người ta có nguồn lực để người ta giám sát một cách hiệu quả. Còn từng người dân như một trong những hạt cát ở sa mạc, thì nói dân giám sát chỉ là nói chơi vậy thôi. Chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là muốn nhân dân như những hạt cát,
như những củ khoai, như những hòn sỏi không được kết nối với nhau thì làm sao mà tập hợp được 10.000 tiếng nói nếu không có một tổ chức xã hội dân sự như vậy? Ông nói tiếp như sau. Họ tự tổ chức ra đoàn thanh niên của họ, phụ nữ của họ, tất cả mọi thứ đều dưới một cái ô chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Họ nói đó là một cơ chế để thông qua các tổ chức xã hội, nhưng thực sự đấy chính là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam để góp ý, để giám sát. Thật sự là không hiệu quả, nhưng họ vẫn phải nói như vậy. Những tiếng nói dư luận của người dân không phải là không có ý nghĩa, nhưng muốn hiệu quả thì người dân phải được tự nguyện tổ chức lại, hợp sức lại để giám sát. Hay nói một cách khác là phải phát triển xã hội dân sự xây dựng và sôi động. Nhưng đáng tiếc là cái đấy thì Đảng Cộng sản Việt Nam không luôn luôn mong muốn, nhưng họ cứ nói là dân thế này, dân thế kia, vân vân. Không chỉ bị buộc thôi việc, nhiều người tố cáo tiêu cực còn bị trả thù bằng cách này hoặc cách khác. Biện pháp trả thù thường mang tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe hoặc nhiều trường hợp cướp đi tính mạng của nạn nhân. Đơn cử như trường hợp của anh Dương Tùng Nam, một người dân ở Hải Phòng. Anh cũng là nạn nhân bị trả thù khi lên tiếng tố cáo những tiêu cực bất minh bạch về hệ thống tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT. Sau khi tố cáo, anh bị công an chặn đường đánh với lý do gây rối, vân vân. Vào tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành thông tư số 03 quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành luật tố cáo năm 2018 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, anh đã vốn là một cán bộ tư pháp ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã bị côn đồ hành hung đến bất tỉnh sau khi anh đọc đơn tố cáo lãnh đạo. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, người dân hiện đã quá mất lòng tin vào chính quyền. Nhiều nhà quan sát còn cho rằng luật tố cáo của các nghị định, thông tư liên quan đến Việt Nam chỉ mang tính chất mị dân, chỉ phục vụ cho các phe nhóm cai trị dân và không có triết lý. Đây là hình ảnh tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý công khai tố cáo bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đạo văn 70% luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, sau đó ông Bùi Văn Cường chỉ đạo công an Đắk Lắk về bắt tiến sĩ ở Sài Gòn. Và báo cáo cho thấy hoạt động phòng chống tham nhũng, lãng phí hiện nay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ yếu chỉ để tuyên truyền. Những người có khả năng tham nhũng thì phải biết cái gì được làm, cái gì không được làm, chứ cần gì chờ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền thế nữa. Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra phát biểu vừa nêu tại hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Sài Gòn vào hôm 7 tháng 1 như thế. Ông Minh cũng cho rằng báo cáo chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa tập trung vào trọng tâm về phòng chống lãng phí, tham nhũng. Ông Quang, một người dân ở miền Trung từng làm việc nhiều nơi, người hiểu rõ về nguyên tắc vận hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải thích với đài tiếng nói EFA vào hôm 13 tháng 1 về hoạt động của cơ quan này như sau. Nói tổng quát về tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì trong Mặt trận Tổ quốc, các cấp có nhiều thành phần xã hội tham gia, đó là các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, v.v. Nhưng những thành viên của các thành phần xã hội đó không phải thích thì vào mà phải được chọn dưới sự lựa chọn của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đứng đầu gọi là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở mỗi cấp đều là đảng viên và đảng viên này được cơ cấu trong Ban Thường vụ Đảng bộ ở cấp đó. Vì vậy, tuy hoạt động theo luật của Mặt trận Tổ quốc nhưng hoạt động của Mặt trận đều phải chịu sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà người ta thường nói rằng Mặt trận Tổ quốc là cánh tay nối dài của Đảng. Vì sao một vị tướng công an, một đảng viên lại công khai chỉ trích cơ quan được cho là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản như vậy? Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, trả lời đài FA vào 13 tháng 1 từ Hà Nội cũng nhận định tiếp: "Tôi không lạ gì lắm, vì ông Minh này đã có một lần phê phán chuyện muốn điều tra hay bắt một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải xin chỉ thị của cơ quan đảng trước đó." Đây là hình ảnh Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đó, ông Minh đã gây ra một dư luận khá tốt về ông ấy vì đã cho dân chúng biết một quy trình rất trái khoáy, là một đảng chính trị có thể chùm lên quyền lực của nhà nước. Với phát biểu như vừa rồi của ông Minh về Mặt trận Tổ quốc, tôi cũng thấy ông đã dám nói lên một phần của sự thật. Về ý kiến của Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho ông Quang cho biết rằng không phải tự nhiên mà ông Minh phát biểu hoạt động phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ là tuyên truyền. Ông giải thích: "Để thấy rõ vấn đề này, căn cứ vào một trong những chức năng được quy định trong luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát. Có nhiều lĩnh vực để giám sát, song hiện nay vấn đề nổi cộm nhất là tham nhũng và lãng phí mà địa phương tỉnh nào trong nước cũng có,
được diễn ra ở mọi cấp, mọi nơi, đặc biệt là trong những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Nhưng lĩnh vực giám sát phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác thì rất mờ nhạt. Chính vì vậy mà nhiều vụ án lớn xảy ra trong thời gian qua đều dính đến cán bộ cấp cao của thành phố, từ bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch thành phố cho đến nhiều lãnh đạo quận, sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước. Không phải do Mặt trận Tổ quốc phát hiện hay đề xuất xử lý, mà do nhân dân phát hiện và tố cáo. Theo báo cáo của chỉ số PAPI về việc công khai, minh bạch cho các vấn đề quyết định ở địa phương, việc trách nhiệm giải trình với người dân được công bố vào tháng 4 năm 2020, thì người dân tiếp tục cho rằng tham nhũng vẫn còn tồn tại ở nhiều hoạt động của lĩnh vực công. Cụ thể là có đến 45% người dân đồng ý rằng phải lót tay để được làm việc trong lĩnh vực nhà nước. Ngoài ra có tới 31% cho rằng phải chi thêm tiền để được quan tâm chữa bệnh. 31% nói thì phải chi tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 21% có cùng nhận định khi làm giấy phép xây dựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 với bản tin Thừa nhận không ai qua mắt được dân, sao không trao quyền cho dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.